Hey guys, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì đợt vừa qua thì mình cũng có nhận được một số câu hỏi từ các bạn rằng là tập gym tại Nhật Bản đó thì có tốn kém hay là không. Thì hôm nay mình sẽ theo cái kiến thức của mình, theo cái những cái kinh nghiệm của mình á, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái mà mình tập luyện ha. Mình tập luyện từ ở Nhật Bản từ năm 2014 cho đến năm 2018 mình quay trở lại Việt Nam. Sau đó thì đến năm 2023 này, giữa năm 2023 này thì mình cũng quay trở lại Nhật Bản và tiếp tục tập luyện. Thì hiện tại cái phòng tập của mình nó là cái phòng tập Fit Square, thì nó có giá là khoảng một tháng là có khoảng 7.600 yên. Mình đăng ký thêm cả nước nhé, nước hydrogen cộng thêm 1.000 yên nữa, thì là tổng cộng một tháng mình sẽ là 8.600 yên. Thì bây giờ để mình liệt kê được cái danh sách mà các phòng tập mình đã tập qua rồi để cho các bạn được hình dung giá cả ha. Thì đầu tiên cao cấp nhất đó là Gold Gym. Thì Gold Gym giá tập thì ngày xưa mình tập đó là vào khoảng 10.000 yên trong khoảng 1 tháng. Đến bây giờ thì chắc là lên được khoảng 1.200 yên, 1.300 yên rồi đấy, tùy từng cơ sở ha. Thì Gold Gym các bạn khỏi phải suy nghĩ gì cả. Máy móc chuẩn, đỉnh cao, và đó là một cái môi trường toàn các bodybuilder. Về cái thương hiệu Gold Gym này thì nó rất là nổi tiếng ở bên Mỹ, được ông Asnor, ông ấy sáng lập ra, và một loạt các bodybuilder tên tuổi khác. Và Gold Gym thì có như hầu hết tất cả các ga, các nhà ga, ở gần các nhà ga trên khắp đất nước Nhật Bản này. Đó, ở Tokyo là nhiều nhất. Thứ hai đó là Anytime Fitness. Anytime Fitness cũng là một cái chuỗi cũng như là phủ kín Nhật Bản rồi, cũng rất là ok. Thì Anytime Fitness thì ngày xưa mình tập thì nó sẽ là có giá là 7.000 yên. Đó, 7.000 đến 8.000 yên. Đó, thì bây giờ hiện tại bây giờ thì lên tập khoảng 9.000 yên rồi. Thì các bạn đăng ký thêm nước hoặc là đăng ký thêm tủ locker thì sẽ cộng thêm các phí. Thì cái cơ sở thứ hai cũng rất là nhiều ở gần các nhà ga đó là Joyfit 24. Thì Joyfit 24 là các rất là nó cũng bé hơn so với Gold Gym và so với Anytime Fitness, nhưng mà nó cũng có giá tầm khoảng lần mà mình tập thì nó giá có giá tầm khoảng là 6.000 yên đó. Còn bây giờ thì chắc là lên tầm khoảng 7.000 yên rồi đó. Còn đó, cơ sở của mình Fitway thì là đó 7.600 yên, chưa bao gồm các khoản nước hoặc là tủ locker. Thế tủ mình nói thêm đây là cái tủ locker ấy, thì là mặc định ở đây nó có tủ locker to để cho mình để đồ rồi, nhưng nó còn có những cái một cái locker nhỏ này là một cái đăng ký này. Cái tủ locker nhỏ đấy thì mình sẽ để những cái ví dụ như giày này, đai lưng hoặc là những cái phụ kiện của mình tập gym vào trong đấy, bất di bất dịch, không ai sử dụng được cái tủ locker đấy của mình cả. Mình để whey protein hay là mình để những cái đồ nhỏ mình vào ở trong đấy, giày dép gì đó. Còn mặc định ở trong phòng thay đồ nó đã là có tủ locker to rồi, cho nên là tùy các bạn thôi, các bạn đăng ký thì cũng được. Còn cái cơ sở thứ hai đó là cái cơ sở mới được thành lập, đó là cơ sở Blue Fitness. Thì cái Blue Fitness đấy thì mình nghĩ rằng là nó cũng không được nhiều như các cơ sở mình vừa liệt kê, nhưng mà Blue Fitness thì phòng tập cũng khá là đẹp vì là mới mà. Giá khoảng dao động từ 7.000 yên cho đến 8.000 yên ha. Còn cơ sở này nhỉ? Còn cơ sở một cái cơ sở nữa là bé nhất luôn là thương hiệu
phát stream 24 đó, thì phát stream 24 thì bé thôi, thì giá dao động từ khoảng 6.000 yên cho đến 7.000 yên. Còn cơ sở nữa mới mở mà mình chưa tập bao giờ, nhưng mà mình có tham khảo ở trên website ha, đó là Coco Jack. Coco Jack này thì là một cái phòng tập, nó mang tính chất là dành cho những người thích vận động thôi, có máy chạy bộ và những cái máy tập cơ bản, nó không có những cái tập ví dụ những cái này là nó không có đâu. Không có những cái freeway hay là những cái tạ đường đều nhiều để cho các bạn tập, thì Coco Jack đấy thì có giá tầm khoảng cảm thấy rất là khoảng 3.200 yên trong một tháng. Thì ở Nhật tập, nếu mà các bạn có bé tập thử đúng không, thì thường á, nó sẽ khác biệt ở Việt Nam một chút, tức là ở Việt Nam thì các bạn phải mua rất là dài, kiểu bé nó rất là dài mà các bạn phải đến phòng tập gym deal giá với seller đó là Việt Nam. Còn ở Nhật Bản họ công khai giá trên website rồi, các bạn thích cái thương hiệu gym nào các bạn lên website công khai giá luôn đó. Ở điều đặc biệt ở Gold Gym nhé, ở Gold Gym đó, thì nó có rất là nhiều các giá khác nhau. Ví dụ như giờ các bạn tập full giờ đúng không, giờ nào các bạn đến đấy cũng được, thì giờ nó giá nó rất là đắt. Nhưng mà các bạn dành một cái giờ là ví dụ như không phải là ngoài cái giờ cao điểm mà Gold Gym đó, thì các bạn chỉ đăng ký tập ở khung giờ đó thôi thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Hoặc là vé đắt nhất ở Gold Gym là vé full, các bạn đi tập được full của các cửa hàng, các chỗ tập gym full toàn Nhật Bản đó, thì cái vé đấy là vé đắt nhất. Ngoài ra thì Gold Gym cũng có bán vé ngày ha, các bạn trải nghiệm phòng tập đó, các bạn vào các bạn mua vé ngày thì ở Gold Gym cũng có bán vé ngày cho các bạn ha đó. Cách đăng ký ở phòng tập cũng đơn giản thôi, vào nói chuyện với nhân viên, xong rồi nhân viên sẽ tư vấn mình, và đặc biệt là họ sẽ trừ thẳng vào trong cái tài khoản ngân hàng hoặc là cái thẻ Visa của các bạn, thì hàng tháng đến ngày, ví dụ ngày 14 thì nó sẽ tự động automatic trừ từng tháng một, chứ không phải đóng một cục như ở Việt Nam rất là sót tiền. Như tập ở Việt Nam mình phải đóng tầm 6 tháng một cho đến một năm, cảm giác sót lắm, tự nhiên đóng một năm tiền cảm giác nó rất là sót, và nó làm mình khá là tiếc tiền. Và ở Nhật thì kể ra cộng là một năm thì nó cũng ra một cục rất là đóng từng tháng thì mình cảm thấy nó khỏe hơn và nó ít áp lực hơn. Thì đó là những cái kinh nghiệm mình thực hiện. Thì tùy các bạn thôi, nhà nếu các bạn sinh sống ở Nhật ấy, thì nhà các bạn ở đâu các bạn sẽ đăng ký ở đó, hoặc là chịu khó đi xa để tập được những cái phòng tập đó nó theo các bạn yêu thích. Thì nhà mình ở gần đây, rất may là cái thương hiệu Fit Square này rất là mới đó, mới cho nên là mình được trải nghiệm một cái chỗ tập nó khá là tuyệt vời. Tất cả 100% dùng máy của thương hiệu Technology đó. Thì ngay sau đây thì mình cùng các bạn đi vòng quanh phòng tập của mình để mình nhận. Và đặc biệt nhé, thiết quen máy móc đời mới, Technology máy móc đời mới, thì nó sẽ có những cái QR code đó, các bạn download những cái app của Technology về, xong rồi đến từng cái máy chạy bộ, đến từng cái máy tập, các bạn quét cái mã QR vào đó. Đầu tiên các bạn sẽ khai cái tuổi của mình, tên tuổi của mình này, rồi số đo cân nặng và mục đích tập luyện của bạn. Xong rồi bạn đến cái máy nào đó, bạn chỉ cần quét QR code thôi, xong rồi hiện lên tất cả các bài tập. Và các bạn tập xong rồi, ví dụ như hôm nay bạn chạy được 5 km đó, xong rồi sẽ có cái chỉ số cho các bạn để các bạn tập luyện được tốt hơn. Hoặc là những cái máy này có cái QR code hoặc là cái NFC ở đây cho các bạn tác. Ví dụ như hôm nay các bạn squat, các bạn deadlift được 5 cái với trọng lượng là 40 cân, thì các bạn sẽ log thẳng trong cái app đó. Nó cũng rất là hay, nó như kiểu là một cái mạng xã hội Fitstep để cho mình
theo dõi cái cơ thể của mình đó. Thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn đi tham quan một cái phòng gym của Nhật Bản nhé. Phòng gym của mình hiện tại đang tập mấy bạn nhé. Thì lý mình nghĩ là các bạn ở Nhật thì tập gym ở Nhật á là 100% các bạn phải đây nhá, các bạn phải lau ha. Có cái phòng tập thì họ để sẵn những cái chỗ nhỏ nhỏ như này này thì họ để sẵn giấy cồn hoặc là khăn gì đó cho các bạn rồi. Nhưng còn phòng tập của mình thì họ sẽ để ở một cái chỗ nào đó, thì mình đến đấy mình sẽ lấy một cái cồn đó và một cái khăn, mình tập xong mình phải dọn tạ đó, dọn tạ xong mình đi đi đó đây nhá. Đó mình sẽ đó mình sẽ lau ha. Đó cũng đó mình chỉ đây đó, xong rồi mình sẽ lau ha. Đó rất là ok, rất là nhân tâm cho những cái người tập sau hoặc là các bạn nữ đến sau tập và tạ nó vẫn còn ở đây thì các bạn cứ gỡ xuống rất là vất vả. Đó và lau sạch sẽ để tránh cái bệnh truyền nhiễm từ da hoặc là đó, rất là ok. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi vào quanh phòng tập ha. Đây là hai cái máy cái chỗ để squat với cả deadlift này đó, tạ rất là nhiều đó, 100% của Techno Gym. Còn đây là những cái máy cardio chạy xe đạp ha. Thì dịch Covid thì người ta có bọc cái kính. Chỗ này là chỗ hai cái máy kéo cáp và xà kép này đó, và cái chỗ tập máy tập ngực và đẩy vai, đẩy ngực. Chỗ này là các thanh để tập lưng và các dây. Đó, chỗ này là tất cả các máy chạy bộ này. Chỗ này là tập chân. Chỗ này là tập stretching, thư giãn. Đó, đây là máy lọc không khí nhá. Rồi, đó là tẩy tủ lốc cơ này. Và trong phòng tắm thì sẽ có lotion nhá, cho các bạn xất, và kem dưỡng da, kem dưỡng ẩm ha. Đó, rất là chu đáo luôn. Nói chung là cũng rộng lắm, cũng đủ tập á. Nhưng mà mình không có dám đi quay thêm, tại vì các bạn biết rồi, ở Nhật Bản á, mà những cái người quay mà dính người ta á, phải phiền phức á. Họ kiến nghị với phòng tập hoặc là gì đó. Phòng tập này của mình á, là mình xin mãi thì họ mới cho quay đấy. Nhưng mà mình phải đi tập đêm, giờ này cũng là 11 giờ đêm rồi, mình chỉ có tập được buổi đêm thôi, rồi mình mới quay video được thôi. Đó, rất là vất vả đấy, mình phải thức đêm để quay video để chia sẻ cái nguồn động lực tập luyện với các bạn đấy. Thì hy vọng qua cái video này thì các bạn có một chút thông tin về ở tập luyện ở Nhật Bản ha. Thì hy vọng các bạn cảm thấy thích video này và cho mình một like và nhớ đăng ký kênh ha, để mình có thêm nhiều động lực hoặc là mình cũng chia sẻ được tới các bạn những cái động lực tập luyện ha. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn, nhớ tập luyện nhá.